Xin chào quý ông bà cô chú đang quay trở lại với kênh của Hiện Tiên Vlog nha. Thì sáng hôm nay thì Tiên có việc bận nên là trưa giờ cũng đã là 12 giờ mấy rồi. Thì Tiên có ghé mộ của cậu Năm để quay cho cô chú anh chị xem nha. Thì cái bàn thờ của chú thì không biết ai đã tặng cái hoa này đây. Cái hoa này nhìn cũng đẹp ha. Trên bàn chú thì cũng đang có bánh phía, bánh phía chai, như là trái cây bộ lưu đề. Còn cây nhang bự thì cũng đã hết rồi. Cái chỗ chú với một của cô Thanh Trinh Huệ thì cũng bị, không biết là con nào nó phá, thì mấy anh cũng đã dọn dẹp lại rồi. Hoa thì mấy anh cũng đã tưới thuốc cho cây tươi. Chào thánh kiến hàng năm, hoa thì hoa mới nè cô chú anh chị. Hồi lúc mà đầu anh em mình chia sẻ đó là chưa có cái vỏ trái cây nào mà có màu cục hết. Em nghĩ là sắp tới đây mình sẽ mang lên cái con đây có một cái vỏ quà mới nè, cái vỏ hoa mới mà cô chú anh chị có biết hoa gì đây, cũng hoa sáp luôn nha cô chú anh chị. Wow. Không biết của khán giả nào mà chỉ để đặt tên là Vũ Linh thôi, nhưng mà không biết của khán giả nào nhé. Cái khán giả này là khán giả dấu tên biết của chú anh. Hiện tại thì qua được sắp xếp lại rất là đẹp luôn. Cái này thì cũng đã bao bọc lại để sợ trời mưa, chắc mấy anh cũng đã bao bọc lại để sợ mưa thì nó sẽ hư đó cho chú anh chị nha. Này sao mà chắc hồi sáng này nó bị ngã quá cô chú anh chị, nên nó bị ướt rộng mà sao nó đứt chui hết cho thành hoa hoa rớt nè, thấy không cô chú anh chị. Còn hoa màu tím này thì nó bình thường. Còn cái lan này, cái lan này thì nó bị gãy rồi. Chơi nợ trai trước cảnh gian sơn điên thì Thiện Tiên cũng xin chia sẻ về một vấn đề
là mẫu của phần 5, có mẫu nhạc. Không biết là do bên nghĩa trang hay là người nhà là con chơi thích quay, nhưng mà em cũng không biết nữa, nên là việc quay hơi bị khó khăn. Về nhiều khi tiếng nói không có rõ để cho cô chú anh chị nghe, cũng như là nhiều khi thì tôi cũng phải kèm nhạc vô, vì nếu mà không kèm nhạc của YouTube vô thì sẽ bị bản quyền, nên là việc rất là xin lỗi là phải kèm nhạc YouTube lên thì tôi mới thấy cái video clip ở mẫu cậu năm đến mới gửi đến cô chú anh chị được, nên kính mong cô chú anh chị hãy thông cảm, rộng lượng bỏ qua mà đăng ký kênh cũng như like để khi ra những clip mới thì cả nhà sẽ nhận được thông báo nha. Nó cũng đã héo rồi cả nhà, có lẽ là chắc một hai hôm nữa thì cũng phải có người nhà đến để dọn dẹp cũng như là cắt những cái hoa nào héo thì mình sẽ bỏ đi, còn cái hoa nào tươi mình sẽ để lại, vì ngày nào cũng có những khán giả gần xa cô chú đến đây cũng như là viếng hoa thì mỗi ngày đều có hoa tươi hay mới, nên là những cái hoa nào héo thì mình sẽ bỏ đi. Ủa cái này nãy anh tới là có chưa? Chưa. Chưa hả? Anh em mới tới lần đầu luôn hả? À, mới tới chạy giờ nãy nha. Rồi, cái video của Thiên xin khép lại về tình hình một cậu hiện tại nha. Thiên sẽ cập nhật những cái video mới nhất trên kênh của Hiện Thiên Vlog. Cả nhà nhớ đăng ký kênh cũng như là like để Thiên tiếp tục ra những cái video mới cập nhật tình hình của cậu, đặc biệt là quá trình mà cậu mọi cậu được xây cũng như là lắp ráp mộ nha. Rồi bây giờ Tiên xin chào và hẹn gặp lại những video sau. Chúc cô chú anh chị gần xa có một ngày thật là vui vẻ, hạnh phúc và có tràn đầy sức khỏe nha.